Vâng, bạn dương ra rất nhanh. Dương ra 6 hình vuông. 6 hình vuông. Và bạn nhìn ra giác con. Nào, tiếp tục suy nghĩ nào. Dương ra chưa? Có người hình ra à? Wow, Dương giỏi nhé. Đã thương chưa ra à? Chưa rồi ạ. Thương rồi, đã thương. Thương có giống các bạn xưa không? Không. Ý kiến đã thương nào? 7 năm lát. Có 7 năm lát? Ừ. À, 7 hình vuông. Để hình vuông. Ok, bao nhiêu hình cân giác? 14 hình. 14 hình. Cân giác. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra nha. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hình vuông đúng không? Hình vuông như vừa thầy bỏ như này đi là có 6 hình đúng không? Bây giờ chúng ta kiểm tra xem nhá. Hình F, E, H giờ có là hình vuông không? Có. Bây giờ vậy chúng ta thêm một hình nữa là 7 đúng không? Vậy là có 7 hình vuông là đáp án đúng nha. Bây giờ chúng ta đi kiểm tra hình tam giác nào. Nào, chúng ta đi một vòng nha. Trước tiên là hình này nào. Có mấy hình nào? Tam giác A, F, E là một hình này. Tam giác gì? F, I, E. Ok, sang hình này nào. Có mấy hình? I, F. G và F. G, I. Tiếp nào. G, I, H. Được. Thế nào, chỉ này là cảm giác gì nữa. G, H, L. Tiếp. Sang hình cuối. Tam giác H, B, E. Tam giác E, I, H. Đấy, chúng ta đi hết cung vuông này rồi. Xem nhìn tổng thể cho những hình vuông vuông này. Có mấy hình tam giác nữa nào? Đây, H, E, F. Tiếp E, F, G. E, H, G.